xem một chút rất là nhiều. Anh hướng dẫn bắt đầu mình ngày hôm nay. À, đây là anh Bình người lái cano ạ. Dạ em chào chị ạ. Phía sau là bạn Nhanh. Thì ba người Tùng, Bình và Nhanh sẽ sau phục vụ hỗ trợ gia đình mình xuống cái trình đi ngày hôm nay. À, thì lịch trình của mình đi ngày hôm nay, điểm đầu tiên của mình đó là công viên San Hô đi bộ Lòng Dương nha cả nhà. Thì điểm đó điểm đến tham quan, gia đình mình muốn tham gia thì mình mua vé tham gia đây không mất gì cả. Thì ví dụ như em canh xe em hay đi xe á, mình hay ghé vào điểm bắt ngọc trai, mình muốn mua ngọc trai thì bỏ tiền túi mình mua. Và đi cano cũng vậy, mình đến đây tham quan, mình muốn tham gia thì mua vé mình tham gia cho cả nhà. Ở đây điểm đầu tiên của mình thì tại đó mình sẽ được cơ hội đi bộ với Lòng Đại Dương. Cái bộ môn này chắc hẳn rằng phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam rất là thích, tại vì không cần biết bơi vẫn bước từng bước chân cái Lòng Đại Dương như bình thường. Đặc biệt nữa độ bảo đảm tuyệt đối an toàn 100%. Một người đi sẽ có một huấn luyện viên có bằng lặn quốc tế theo kèm hỗ trợ mình. Gia đình bao nhiêu người xuống đó sẽ được đi cùng nhau và nắm tay nhau bước chân trong viên san hô lớn nhất một châu Á. Và thiếu dưới cho đó thì từ vai đến lên không bước ạ. À. Khi đi bộ đại dương lên xong thì từ vai lên không bước. Mình sẽ được trang bị một cái nón đội lên đầu giống phi hành gia. Yeah. Thì cái nón nó cấp oxy liên tục cho mình hít thở bình thường như trên bờ. Và xuống đó mình sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hàng ngàn ô cá bay quanh mình ăn trên tay và được ngắm tổng thể hơn 300 loại san hô. Trong đó có rất là nhiều loại da sắc đỏ. Thì điểm đến đầu tiên của mình đó công viên san hô đi bộ Lòng Đại Dương. Thì sau cái điểm đi bộ Đại Dương xong thì mình sẽ ghé vào hòn Mái Rút Trong. Thì tại đó gia đình mình sẽ được chụp ảnh và lấy cơ, được quay tình yêu cam. Thì vui chơi hoạt động tắm đầy biển ở đó. Thì sau thời gian đó thì mình cảm thấy đói bụng rồi mình sẽ di chuyển đi qua hòn Bóng Tây mình dùng cơm trưa. Thì dùng cơm trưa thì ở đó cũng có bãi biển tắm nữa. Thì gia đình mình có thể tắm ở đó và nghỉ ngơi. Sau khi tắm và nghỉ ngơi rồi thì mình sẽ chỉ đi bơi ngắm san hô hoang dã tự nhiên. Bên cạnh cano giả đây là bên cano của em sẽ đang bị ốc phao và kính lặng cho gia đình mình từ trên cano di chuyển xuống nước bơi ngắm thiên nhiên san hô đi. Rồi kết thúc ở hòn Móng Tay thì mình ở hòn bơi ngắm san hô rồi thì mình di chuyển về bờ. Dạ, và đây là kết thúc đường đi. Dạ, 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 dạ. Thì hai chiếc khác nhau hả?
hai người tập trung em ha, em sẽ hướng dẫn cho mình đi chơi. Rồi, em xin tự giới thiệu em là Văn Thanh Phú, chuyên của Siêu Qua Nam Ánh Tây. Thầy lại nói là đây, hiệp chúc cho gia đình mình có một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Rồi em gái ơi, tập trung vào anh nào, hai đứa tập trung vào chú nhau. Đây là trang thiết bị hỗ trợ cho mình đi bộ dưới đáy biển. Khi trang thiết bị đặt trên vai của mình thì nước từ vai trở lên hoàn toàn khô gáo. Mình cứ tới bình thường như thế trên bờ giùm em ha. Đừng nín thở giùm em là em cảm ơn rồi. Rồi trong quá trình di chuyển độ sâu thì anh sức nước thay đổi làm cho mình bị ù lỗ tai. Giống như mình lên máy bay, mình xuống máy bay, mình sẽ có hai cách xử lý vấn đề ù tai. Cái thứ nhất là mình cứ nuốt nước bọt liên tục giùm em nào. Mỗi người có mỗi quan tài khác nhau, người thì nuốt nước bọt hết, người thì nuốt nước bọt không hết. Nếu mình nuốt nước bọt không hết, mình sẽ dùng cái thứ hai. Khi trang thiết bị đặt trên vai của mình, các bạn chưa rộng nó không được kính đâu. Mình cứ luồn tay vào, nước tuyệt đối sẽ không vào theo đâu ha. Mình cứ yên tâm về điều này. Mình luồn từ lòng ngực lên, nhắm chặt miệng, bóp chặt mũi, xì mạnh vào mũi giùm em nào. Để ký ngược ra hai quan tài của mình, để mời gia đình làm hoa tái giùm em nào. Dạ. Thì tạm hết, ờ đúng rồi. Tạm đi con trai. We'll be right back.
dấu chân dày thêm. Thật ra tôi mong xem đất trời rộng bao nhiêu thế. Thích mưa ngoài khơi kết vây là lời. Hóa ra tôi là người như vậy. Không chọn đi thì sao biết đây. Nhiều điều là bất ngờ và chuyện chẳng mong chờ. Đôi khi tôi nhớ những điều gì đó. Rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi. Chỉ cần dừng lại là thấy nhớ. Lật đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi một nơi không ai biết được. Một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, đi thôi. Không quan tâm bao xa. Cứ đi nhiều lần trong đời. Đi xa để trở về. Điều khác là để vẽ thêm nhiều lần hoàng hôn trong con nhân kỳ đời. Sao Vy? Đã không? Đây mẹ tới kìa. Đây là đây ngồi với ba. Đây ngồi nè Vy, ra đây, ra đây. Vy xong rồi nè To. Đây, ngồi đây phỏng vấn cái coi. Cảm giác của bạn Vy làm sao? Đắp 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 lại cho con. Đắp lại cho con. Đây cầm cầm cái máy quay chỉ với bé Vy giùm anh đi. Để anh lấy. Tiền con có nhiều tiền, tiền con là mua tùm lum á. Ủa mẹ, con đúng không? Con đúng không hay sao? Không phải. Không phải. À, đã quá ha, rồi thấy cái gì nữa, những lời cá nào? Con thấy những lời cá nào? Làm cá giống vậy nè ba. Hả? À. Con á, đẹp lắm. Bác Châu nha, con như Bác Châu nha. Đẹp lắm hả? Thấy không, cá rồi, đều con đẹp. Đi nữa hả? Cho chút xíu cho đi nữa nha. Cho đây mấy mắt kính xuống lặng nhìn ngắm thanh hô nha. Đỡ cái nón. Dạ con tự tin nè. Con có thể đụng cá, con có thể làm gì cũng được. Tự tin rồi hả? Về nhà đụng biết cá không? Bạn bè nghe đụng cá không? Đó. Xe cái xe nó vậy nè. Như con sữa, con chỉ bắt vậy thôi. Nhưng mà con cho cá ăn được mà. Con cho cá ăn được mà. Cái mặt xấu xí quá đi à. Dễ thương quá. Ta không chơi được đâu. À, có ta cô Trang đâu? Hướng đồng lạ. Yeah. Sướng với ta có quay phim không? Con không có đi bộ nhưng mà con đừng chút bắt cao bằng. Bắt cao bằng chút xíu thôi mà con được đi nên cảm thấy thích lắm. Vừa sang hố cũng đã bên này. À. Ta thương quá. Cưng của ba nè, ôm ba đi. Lạnh không? Tao mày mặc đồ này chút xíu mình đi bơi nữa mà mình không có thay ra ha. Mình chùm khăn lại thôi ha. Ảo quá ta, nhiệt đi thức quá ta. Ủa?
những cung đường xa dấu chân dày thêm. Thật ra tôi mong xem đất trời rộng bao nhiêu thế. Thích mưa ngoài khơi két mây là lời. Hóa ra tôi là người như vậy. Không chọn đi thì sao biết đây. Nhiều điều là bất ngờ và chuyện chẳng mong chờ. Đôi khi tôi nhớ những điều gì đó. Rộn ràng cảm xúc trong ngàn vạn dặm bước chân đi. Chỉ cần dừng lại là thấy nhớ. Lật đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi một nơi không ai biết được. Một nơi xa mà chưa ai đặt chân tới. Đi thôi, đi thôi. Không quan tâm bao xa. Cứ đi nhiều lần trong đời. Đi xa để trở về. Điều khác là để bay thêm nhiều lần hoàng hôn trong cuốn nhật ký đời ta. Những bước chân qua từng con suối hay núi đồi. Những tiếng chim ca hòa vào trong niềm vui mới. Ta sẽ có một tuổi trẻ cùng những tiếng cười. Đi để trở về vì biết rằng mình chưa bao giờ tiếc nuối. Dù là bao xa, dù buồn hay vui, cảm nhận quanh ta để lắng nghe câu chuyện đời. Ta nơi cánh tay phía trước là bầu trời. Ghi cho trong tim từng ánh mắt từng nụ cười. Có cái dặm xa cất muốn đến ngang qua rồi. Mai ta mang tất cả về nhà nên đi như món quà. Môi mặt vì biển là để dành cho em. Hoa là hùng vĩ là để dành cha xem. Nhật Vy, con đang làm gì đó? Hay quá vậy. Con xây cái này là để làm gì? Làm nhà. Giỏi quá vậy. Nắng quá con ơi. Con xuống biển con nhúng tí xíu đi, lên cái cây chơi. Con băng con mấy cái lá luôn đi. Con nhúng cho nó sạch cát đi con. Chỗ này rác không mà con. Con băng con mấy cái lá cho sạch kìa. Con sợ sâu hả? Đâu có gì đâu con, ba đứng đây nè. Hả? Rồi, đứng lên đi. Rồi sạch rồi thôi. Con lên cái quả banh này, cái cây này con ngồi đi. Rồi ba đánh đụng đưa cho con nha. Ủa? Má đung đưa ngược rồi. Ngày cưng bà này đó, bà yêu thương nặng lắm đó nha. Nhật Vy dễ thương của ba nè, nó thương lắm đó nha. Ngày cưng của bà này nè. Giờ chơi về nhớ học nha con. Có quên bài không á? Cái này cầm kéo chứ không đủ tay mà. Không cần nghĩ mệt hả? Ăn kem xong con tính chơi gì nữa? Tắm không biết nữa.
để con tự tạo em. Con ăn kem đi nha, bữa nay lên mẹ to nha. Dạ, bye. Thiệt á, Nha Trang giờ hết có cửa rồi. Quá đẹp luôn, Trang.
ơi, đợi tay giờ giữ em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.